giới thiệu với các bạn các chị một cái chiếc xe. Chiếc xe này là chiếc xe Kinko 50. À, rất là phù hợp cho các bạn học sinh mới tinh. Mới tinh còn bảo hành hãng luôn nha các bạn. Xe còn mới tinh. Xe mới chạy. Rất là ít. Xe này rất là phù hợp cho các bạn học sinh mà mới đi tập chạy cũng như là mới đi thì quá là tuyệt vời luôn. Em này mang biển số là 59CA01061. Và với chiếc xe 50 này coi như là gần như là mới nguyên. Xe Candy của hãng Kinko nha các bạn. Của hãng Kinko. Của hãng Kinko. Và với chiếc xe này thì em các bạn học sinh nào đi quá phù hợp. Và với một chiếc xe 50 còn khá là liền ăn và đẹp này thì có một cái giá nó rất là mềm các bạn, thỏa thuận. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều.